Chúng ta tiếp tục với một bài về phép biến hình trong mặt phẳng OXY. Thầy lưu ý là phép biến hình trong mặt phẳng là một cái vấn đề có tính ứng dụng cực kỳ cao trong thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực đồ họa máy tính cũng như là thiết kế kiểu dáng công nghiệp. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái phép đối xứng tân. Cái phép đối xứng tân là gì? Đó là một cái phép biến hình, nghĩa là sao? Thầy giả sử ban đầu chúng ta đang có cái hình, thể lấy đơn giản thôi, đó là cái hình tam giác và đường bên và có một cái điểm y. Bây giờ thầy lấy điểm mặt phẳng đối xứng với m qua y, điểm n phẩy đối xứng với n qua y và điểm p phẩy đối xứng với p qua y. Lúc này tôi nói rằng ta đã thực hiện một phép biến hình, cụ thể là phép đối xứng tân, biến cái hình m n p thành cái hình m phẩy n phẩy p phẩy, mà theo đó mọi điểm trên cái hình m n p thì đều có một cái điểm tương ứng trên hình m phẩy n phẩy p phẩy mà đối xứng với nó qua tâm y. Vấn đề đặt ra là các điểm trên hình m n p ban đầu đã biết tọa độ và y đã biết tọa độ, thì liệu ta có xác định được tọa độ của các điểm trên m phẩy n phẩy p phẩy hay không? Ta xét trường hợp điểm m và điểm m phẩy nó có chung điểm là y, thì trong phần giải thích của lớp 10 ta đã dễ dàng chứng minh được là khi đó hoành luân của điểm m phẩy là x m phẩy cộng với hoành của điểm m, ta gọi nó là x m, tất cả chia cho 2 thì bằng hoành độ của y. Tung độ của điểm m phẩy là y m phẩy cộng với tung độ của điểm m là tức là y m và chia cho 2 thì bằng tung độ của y. Như vậy từ đây được dẫn đến là x m phẩy bằng 2 y trừ đi x m, y m phẩy bằng 2 y trừ đi y m, và cũng hoàn toàn tương tự như vậy đối với các điểm n phẩy p phẩy còn lại. Nói cách khác là nếu phép đối xứng tân biến điểm m thành điểm m phẩy qua cái tân đối xứng y, thì khi đó hoành độ điểm m phẩy sẽ bằng 2 hoành độ của y trừ đi hoành độ của m, và tung độ của m phẩy bằng 2 tung độ y trừ tung độ của m. Điều này luôn đúng đối với mọi cái điểm ảnh trên cái phép đối xứng tân này. Đấy là cái khái niệm thế nào là phép đối xứng tân và cái công thức quan trọng nhất của nó. Thầy cũng lưu ý là trong cái tình huống này, trong cái bài giảng này, thầy không nêu lên cái định nghĩa thế nào là phép đối xứng tân, vì vì thầy nghĩ rằng cái việc đó không thực sự cần thiết cho lắm. Chẳng hạn như cái định nghĩa của sách giáo khoa, nếu các em càng đọc không thì càng cảm thấy nó khó hiểu hơn thôi. Đấy, nên thầy sẽ tạo nó một cách nôm na bằng lời, các em dễ hiểu hơn. Và điều quan trọng ở chỗ này là chúng ta làm quen với các cái loại khóa thường gặp về phép đối xứng tân. Đây mới là vấn đề quan trọng khi chúng ta giải toán. Các bài toán về đối xứng tân thường xoay quanh cái loại như thế này. Bài toán đấy là tìm ảnh của một điểm. Đây là bài toán dễ nhất. Giả sử đầu bài cho chúng ta biết tọa độ của điểm M và tọa độ của điểm Y. Họ yêu cầu tìm ta tìm tọa độ của điểm M phải đối xứng với M qua Y. Do y là trung điểm của m phẩy năm nên giống như trên ấy, thì em sẽ có là
Khi đó nếu biết tội lỗi của M, biết tội lỗi của Y thì tội lỗi của M phải tính theo công thức này. Đấy là bài toán thứ nhất, khá đơn giản. Và thông thường chúng ta cũng ít khi gặp cái loại quá đơn giản như thế này. Kết luận bài toán thứ hai, đấy là tên bảng của một đường thẳng này. Gặp bài toán tìm ảnh của đường thẳng ta làm thế nào? Em nhớ là đây là cái đường thẳng B được bài chọn trước, đây là đường Y được bài chọn trước. Ta cần phải tìm D phải là ảnh của D qua phép đối xứng tâm Y. Em dễ nhận thấy là khi đó ảnh là D phải. Thỏa mãn cái điều kiện này, nếu đến một cái điểm A bất kỳ thuộc đường thẳng D thì sẽ có cái điểm A phải đối xứng với nó qua đi. Nếu có điểm B phải, xin lỗi, điểm B bất kỳ thì cũng sẽ tồn tại một cái điểm B phải thuộc B phải mà đối xứng với nó qua đi. Tóm lại là khi cho ta trước một đường thẳng D và điểm Y thì D phải sẽ là một cái đường thẳng là ảnh của D qua phép đối xứng tâm Y. Muốn xác định D phải ta làm như sau: ta lấy một điểm A bất kỳ, ta xác định được tọa độ A phải đối xứng A qua Y, rồi ta lại lấy điểm B bất kỳ thuộc D, ta xác định được B phải đối xứng với B qua Y. Vì A phải và B phải thuộc D phải, một đường thẳng được xác định khi ta biết tọa độ hai điểm. Đấy là cái loại toán thứ hai. Cái loại toán thứ ba, đấy là em cần phải tìm ảnh của một cái đường tròn. Ảnh của một đường tròn qua các đối xứng tâm sẽ ra sao? Nếu cho ra trước một cái đường tròn C có tâm Y bằng chính nghĩa là thì ảnh của nó cũng sẽ là một đường tròn. Ta giả sử đây là đường tròn O1, tâm đối xứng là Y. Em nhận thấy này, đường tròn có vô vàn vô số điểm, nhưng mà tất cả các điểm đó đều thỏa mãn này. Nếu lấy một điểm thuộc O1 thì cũng sẽ có một điểm thuộc O2 là ảnh O1 qua đối xứng tâm Y. Và ta dễ dàng chứng minh được rằng là O2 là ảnh của O1 qua phép đối xứng tâm Y thì O2 cũng có bán kính đúng bằng bán kính của O1. Do vậy, một khi đã biết bán kính của O1, ta cũng suy được bán kính của O2. Vấn đề là bây giờ ta cần phải tìm tọa độ tâm O2. Vì như em biết, một đường tròn được xác định khi biết bán kính và tâm. Em lại nhớ cho thầy là khi đó do hai đường tròn này đối xứng với nhau qua tâm Y thì tất cả mọi điểm thuộc cái hình tròn này đều tồn tại một điểm tương ứng thuộc hình tròn kia đối xứng với nhau qua tâm Y. Khi đó O1, O2 cũng phải đối xứng với nhau qua Y. Nếu đã biết tọa độ O1 và biết tọa độ Y, hiển nhiên ta sẽ tìm được tọa độ của O2 tương tự như công thức những tọa độ của mà phải ở đây. Như vậy là đường tròn O2 lúc này đã biết tọa độ của tâm O và biết bán kính nên ta được xác định hoàn toàn. Đấy là cách giải cái bài toán bài ba. Và thông thường thì chúng ta cũng chỉ xoay quanh ba cái bài toán này để phép đối xứng tâm. Bây giờ thầy hướng dẫn kèm giải một số ví dụ. Ví dụ là cho điểm Y có tọa độ là 2 trừ 1
Rồi bà yêu cầu ta tìm ảnh. Của các hình sau theo phép đối xứng tâm lý. Phép đối xứng tâm lý. A. Đấy là ảnh của cái điểm M có tốc độ 1/3. Và B là ảnh của cái đường thẳng. D. D này có phương trình là 2x - y + 1 bằng 0. Và C là của đường tròn. Đường tròn này được đặt tên là C, có phương trình là x bình + y bình -2x + 4y cộng 4 bằng 0. Bây giờ ta đi giải từng cái ý một. Vậy à, ta gọi M phẩy là ảnh của M qua phép đối xứng tâm lý. Như vậy là y sẽ là trung điểm của M và M phẩy. Thế nên em sẽ có là khoảnh độ của M phẩy M phẩy sẽ phải bằng 2xy - x M. Còn y M phẩy phải bằng 2y y - y M. Hay x M phẩy sẽ bằng gì? 2xy em thay số thôi. 4 - x M tức là -1. Nên nó bằng 3. 2y thứ 2 nhân với -1 là -2. -y m tức là -3. -2 + 3 = 1. Y m phải bằng 1. Nên ta dẫn đến kết luận ảnh của nó là đường hợp phải có tốc độ 3. Đấy là ý nào. Bây giờ ta sang tính cái IB. Ý B này, em đặt tên cho cái đường thẳng cần tìm là D phẩy. Gọi D phẩy là ảnh của D qua phép đối xứng tâm lý. Như ta vừa phân tích, nếu cho trước một đường thẳng D và cho trước điểm Y, thì để tìm ảnh của D phẩy em sẽ làm như sau. Em lấy điểm A nào đó thuộc B, em tìm điểm A phẩy đối xứng với A qua Y. Rồi em lại lấy một điểm B nào đó thuộc Y, em lại tìm ảnh B phẩy đối xứng với B qua Y. Khi đó A phẩy B phẩy sẽ nằm trên đường thẳng D phẩy là ảnh của A qua phép đối xứng tâm Y. Lúc này ta chọn hai cái điểm A và B. Ta có A có tổng độ là trên cái đường thẳng này ta lấy hai điểm A bên nào đó. Em có thể chọn điểm A có khoảnh độ là 0 thì khi đó tung độ của nó là 0, 1. Và điểm B, nếu em lấy cái tung độ của B là 0 thì khoảnh độ của nó sẽ là -1/2 thuộc B. Thầy lưu ý là em có quyền chọn A, B bất kỳ thuộc đường thẳng D. Ta gọi A phẩy và B phẩy là ảnh của A, B qua phép đối xứng tâm Y.
Có nghĩa là y là trung điểm của a phải, y cũng là trung điểm của b bên phải. Thế theo công thức giống như ở trên đây, theo một phân tích thì khi đó em sẽ có là x a phải sẽ bằng 2 x y trừ y a, và y a phải bằng 2 y trừ y a. Bây giờ biết thay số này, trong trường hợp có x a phải nó bằng 2 x y tức là bằng 4, trừ y a tức là trừ y không, thế là bằng 4. Y a phải tức bằng 2 y y tức là trừ 2, rồi trừ y a tức là trừ 1, trừ 2, trừ 1 và trừ 3. Vậy là em đã được a phải có tọa độ là 4, trừ 3. Và đồng thời thì x b phải cũng bằng 2 y trừ đi b và bằng 2 y ở đây là 4 trừ x b tức là trừ đi 1 phần 2. Tức là có 4 cộng với 1 phần a thì phải 9 phần 2. Y b phải bằng 2 y b, xin lỗi, bằng 2 y trừ y b. Thay số 2 y em được là trừ 2. Trừ 2 và trừ y b tức là trừ y 0 thì còn lại trừ 2. Vậy là cuối cùng em có được điểm b phải có tọa độ là 9 phần 2 trừ 2. Đến đây thì đơn giản rồi. Chúng ta có hai điểm a phải và b phải đã tích tọa độ, nên suy ra phương trình của a phải b phải cũng chính là phương trình của chúng ta b phải. Phương trình của a phải b phải sẽ được viết như thế nào? Trước hết chúng ta xác định cái vectơ a phải b phải. A phải b phải có vectơ có tọa độ là 9 phần 2 trừ đi 4 tức là 1 phần 2, trừ 2 trừ đi trừ 3 tức là cộng 1. Nếu a phải b phải bằng 1 thì suy ra cái vectơ pháp tuyến của đường thẳng AB. Xin lỗi, ở đây em có thể viết phương trình đường thẳng ở cái dạng tham số, khi đó x sẽ bằng đường thẳng a phải b phải đi qua điểm a phải mà nhận a phải b phải là vectơ chỉ phương, nên phương trình tham số của nó có dạng x bằng x0 cộng at tức là bằng 4 cộng với 1 phần 2 t y bằng y0 tức là trừ 3 cộng với b t tức là cộng 1 t beta cộng t. Hoặc em cũng có thể viết nó ở cái dạng là chính tác, đây là kết quả dạng tham số nhé. Còn kết quả dạng chính tác thì sẽ viết như sau này, là d phải là x trừ đi x0 tức là trừ đi 4 chia cho, xin lỗi, là ta vừa có vectơ a phải b phải là bằng 1 phần 2 và 1 chia cho 1 phần 2 bằng y trừ đi y0 tức là y cộng với 3 chia cho b tức là chia cho 1. Em nhớ lại hồi lớp 10 chúng ta học cái công thức viết phương trình tham số của đường thẳng khi viết vectơ chỉ phương và điểm nó liên quan. Nếu điểm liên quan là 4 trừ 3 và vectơ chỉ phương là 1 phần 2 1 thì khi đó phương trình chính tắc của đường thẳng sẽ là x trừ đi 4 chia cho 1 phần 2 bằng y trừ đi trừ 3 tức là thành cộng với 3 chia cho 1. Ta hoàn thiện cái ý B. Bây giờ ta sang cái ý C. Như ta vừa phân tích ở cái phần lý thuyết đó, thì nếu cho chúng ta trước một cái đường tròn
thì qua phép đối xứng ta y ở đó, ta sẽ được cái đường tròn mới, có bán kính đúng bằng cái đường tròn mới. Và có tâm ban đầu đã là O1 thì sau đó sẽ là O2, và O1 và O2 cũng đối xứng với nhau qua tâm ý. Vậy thì tức là xác định bán kính của O1, ta suy ra bán kính của O2, ta cần xác định tọa độ của tâm O1, thì từ tọa độ của tâm O1 và tâm đối xứng Y, em sẽ xác định được tọa độ tâm O2 của lựa chọn O2. Đường tròn C ban đầu ta chưa biết bán kính và tâm, ta cần làm cái động tác đó trước. Đường tròn C sẽ được viết lại thành x bình trừ 2x cộng 1 cộng y bình cộng 4x cộng 4 bằng 1, hay C là x trừ 1 tất cả bình cộng y cộng 2 tất cả bình cộng 1. Có nghĩa là đường tròn C có bán kính R và 1, và tâm ta gọi nó là tâm O1 của nó có tọa độ là 1 trừ 2. Bây giờ ta mới gọi C' là ảnh của C qua phép đối xứng tâm Y. Như vừa phân tích ở trên ấy, thì em sẽ giải phóng được là bán kính của đường tròn C' cũng đúng bằng bán kính của đường tròn C, nên ta có R bằng 1. Ta mới gọi O2 là tâm của đường tròn C'. Ta cũng vừa bàn luận với nhau là khi đó O1 và O2 đối xứng với nhau qua Y, vì O1, O2 đối xứng qua tâm Y. Nên em suy ra này, hoành độ của điểm O2, tức là x O2 sẽ bằng 2 lần hoành độ của Y trừ hoành độ của điểm O1, và tung độ của điểm O2 Y O2 cũng bằng 2 lần tung độ của Y trừ tung độ của điểm O1, hay số ở trên đường này 2XY tức là 4 trừ đi hoành độ của điểm O1 tức là trừ đi 1 còn 3. Tung độ của điểm O2 bằng 2 lần tung độ của Y tức là trừ 2 trừ đi tung độ của điểm O1 tức là cộng thêm 2, trừ 2 cộng 2 còn 0, nên O2 có tọa độ là 3 0. Thế là đường tròn C' đã biết bán kính R là 1 và tâm O2 là 3 0. Suy ra phương trình của đường tròn C' sẽ là x trừ đi x cộng tất cả bình, tức là x trừ đi 3 tất cả bình cộng với y trừ đi không tất cả bình bằng 1 bình, tức là bằng 1. Hay em viết gọi lại là C' sẽ có phương trình là x trừ 3 bình cộng y bình bằng 1.